Từ khi quen em, anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi, người yêu ơi xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nở, nụ hôn thơ ngây chào em rồi. Em yêu kiều thướt tha cho hồn đắm say, một tình ngờ dài lâu ngủ sâu vòng tay em ai. Mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh. Em tên là Mai Trinh, năm nay em 24 tuổi. Em đang là nhân viên của một công ty phần mềm, xử lý một vài vấn đề về kỹ thuật cũng như là truy vấn số liệu cho khách hàng làm việc trên phần mềm do công ty em viết ra. Bạn trai. Dạ, em tên là Hải Đăng, hiện sống và làm việc ở Vũng Tàu, làm QC cho công ty về nhôm. Kiểm hàng. Bạn ở làm Vũng Tàu, sống trong Vũng Tàu luôn á hả? Bạn nam nói lớn xíu đi bạn. Hơi nhút nhát chút xíu đúng không? Dạ, tính em nhát lắm ạ. Nhát không? Dạ. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 29 tuổi rồi chị Tường. 29 tuổi đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ chưa có mối tình nào hết. Chưa có mối tình nữa. Hèn chi nhát quá trời. Bởi vì lý do gì bạn biết không? Dạ chắc em nhát quá. Nhát quá đúng không? Dạ. Nhưng mà thích gái không? Hả? Dạ thích ạ. Có yêu ai chưa? Đơn phương á. Dạ rồi. Hầu như là người ta không thích mình không ạ? Em nói nhỏ gì người ta không thích đúng rồi. Anh yêu em. Chút nữa mạnh dạn lên nha, mình nói lớn lên, mình mạnh mẽ lên nha. Bạn có nhớ cái lời tỏ tình đầu tiên của bạn đối một đối phương như thế nào không? Dạ em chưa tỏ tình với ai bao giờ. Không có nói luôn. Mình phải làm một thái độ để cho người ta biết rằng mình yêu người ta chứ. Dạ. Có không? Dạ không. Không luôn. Nhạt quá. Rồi bây giờ mình hỏi bạn nữ nè. Ủa bây giờ em làm việc ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh chị. Nhưng mà quê với ba mẹ em thì vẫn ở ngoài Quảng Ngãi ạ. Chà, cặp này chút nữa còn bàn cái chuyện hẹn hò nhau, người Vũng Tàu, người thành phố ha. Rồi mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ trước giờ thì em cũng có được một mối tình rồi chị. Em quen bạn đó lúc em học năm nhất, tình cảm cũng còn non nớt nên là tụi em làm bạn tốt hơn ạ. Nhưng mà dù sao cũng có kinh nghiệm hơn anh bên kia, hy vọng em cũng sẽ truyền cho anh chút kinh nghiệm. Mình đặt ra tiêu chí gì để đi tìm người bạn trai của mình không? Chỉ cần ảnh bình thường, có duyên xíu là được rồi. Sống có trách nhiệm, tốt bụng. Đặc biệt là em thích tính kiên nhẫn và cầu tiến ạ. Nhưng mà ảnh nhát chút thì em có ngại gì không? Nhiều khi đông dày thì anh nhát thôi chứ với em anh nhát sao chị? Đó, ai biết rồi. Con này hay đấy. Rồi bạn trai nghe như vậy thì thấy như thế nào? Bạn có nhát với người đối diện không? Ngồi cạnh cô gái đẹp bạn làm gì? Dạ, không biết làm gì luôn. Không biết làm gì luôn hả? Dạ. Đâu, hãy đàn hát một bài nào đó trước người đối diện để quên đi những cái nhút nhát của mình đấy. Đúng rồi. Nào. Đâu, đừng lớn lên, đàn lớn lên. Nào. Em rung quá nên. Trời ơi, tiếng đàn cũng rụt rè như dạ. Tiếng đàn lên. Bắt đầu. Vô. Từ khi yêu em. 2, 3. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi, người yêu ơi xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nở, nụ hôn thơ ngây chào em rồi. Em yêu kiều thướt tha cho hồn đắm say, một tình ngờ dài lâu ngủ sâu vòng tay em ai. Anh nào biết, anh nào có hay, anh phút trôi qua tay giật mộng tan lòng cay đắng khi em quên lối hẹn. Lời yêu lời thương em đã quên. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Được ạ.
anh. Thầy nói nghe nè. Dạ. Cầm đàn á thì phải nó lớn lên xíu. Dạ dạ. Đẹp trai mà. Đâu coi 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 kỹ mặt mày coi. Ngon lành mà sao ghét dữ vậy? Dạ. Chào chị. Ráng tự tin lên nha. Rồi chị làm mai cái mối này cho nha. Dạ dạ. Giờ ví dụ giờ nè, qua đó cô kia chịu ôm hung cái được không? Sợ cô ấy không chịu thôi chứ em thì được. Thấy được hả? Mình cứ làm đi, còn cái chuyện người ta chịu không chịu tính sao? Chứ phụ nữ mà không lẽ hỏi em ơi cho anh hung cái, không lẽ ta nói gật đầu thì cũng ngại. Dạ. Mình cứ nhau vô. Dạ. Rồi bây giờ hỏi nè, mình có muốn dự định là khi nào mình tiến tới hôn nhân chưa? Dạ thì năm nay em cũng lớn rồi chị, nên mình xác định là mình quen là 6 tháng tới 1 năm là cưới được chị. Nhanh vậy đó hả? Dạ. Rồi lấy nhau về, vợ chồng mình ở đâu? Nhà em có chị hai với lại chị kế thì sắp lấy chồng. Còn em là con trai nên phải ở với mẹ. Ừ. Nuôi mẹ, ba mẹ. Ừ. Vậy làm dâu là em định để cho vợ làm gì? Dạ nếu mà ở nhà em nuôi cũng được, không sao. Trời nuôi không? Em làm gì mà em nuôi vợ em luôn ghê nuôi vậy? Nuôi con nữa đó, vợ con rồi mẹ nữa. Dạ thì mình làm nhiều thì mình xài nhiều, mình làm ít thì xài ít. Yên bình quá hả? Dạ. Có nhiều xài nhiều, không có khỏi xài. Dạ. Dạ luôn đó hả? Mình không xài được chứ con mình sao không xài được em? Vậy nói thôi chứ em cũng nói chung cũng có thể lo được. Ở nhà thì cũng có trồng tiêu, cây tiêu, cà phê, điều rồi. À tiêu điều á ha? Dạ không. Thì cây tiêu với cây điều có trồng. Trồng điều. Có điều không em? Dạ có. Có mà... tiêu điều kìa. Mà cái điều chặt cho chị vợ còn tiêu không? Ba mẹ cho em luôn đúng không? Khi lấy vợ đúng không? Cái đó em không quan trọng anh. Thí dụ chị nếu mà khó khăn cái gì đó thì... chia cho chị. Dạ. Bây giờ em có điều gì em đặt ra cái tiêu chuẩn gì ở người bạn nữ không? Dạ hiện thôi được rồi chứ. Vậy thôi. Ngoại hình gì không? Thì dễ thương thì càng tốt mà... không được thôi. Nhìn giống chị Cát Tường là được. Cột rè quá, mạnh dạng lên xíu nha. Anh Linh ráng anh bơm bơm lên xíu anh Linh. Ông hiền mà muốn lấy vợ hiền chắc hai người về người nhìn nhau rồi cười không. Ai cái bạn nữ mà ráng mạnh mẽ lên chút xíu nữa được rồi để anh xem. Dạ. À, chào em. Bây giờ mình không thích gì ở người đàn ông? Đầu tiên là hút thuốc anh. Có hút thuốc không bạn? Dạ hồi xưa có mà giờ em bỏ lâu rồi anh Linh. Xong. Cái thứ hai là quá chi ly và kỹ lưỡng. Bạn có kỹ lưỡng chi ly không? Dạ không. Rồi. Đó đâu chị mà muốn cho luôn tiêu điều mà không có gì nữa. Dạ hết rồi ạ. Ôi dễ quá. Dạ bây giờ về Vũng Tàu luôn sao? Dạ em á thì lấy chồng thì theo chồng rồi. Vậy đúng rồi. Miễn là anh lo công việc cho em dưới đó là được. Anh lo đó trồng tiêu chịu. Bạn trai này hiền dễ sợ, hiền luôn, chắc chắn về em làm chủ rồi đó. Đừng ăn hiếp nhà trai quá nha. Đừng ăn hiếp đánh rồi khóc mà là dạ, khóc đó nha. Nha. Dạ thôi được rồi đó. Bạn bên kia cũng xinh xắn, cũng hoạt bát, dễ thương. Dạ. Bổ sung cho em rất là nhiều. Anh thấy cũng được đó. Dạ. Rồi. Rồi, bây giờ mình hỏi người thân đi. Em có đi với ai không? Đi với chị gái em ạ. Chị hai đó hả? Dạ. Chị mà muốn nhường tiêu điều luôn đó hả? Dạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường ạ. Dạ, Hải Đăng thì tính hơi rụt rè. Quá rụt rè, quá hiền, quá nhát luôn. Nên giờ mới chưa có bạn gái. Bù lại là hiền lành với lại biết quan tâm đến người khác. Ừ. Dạ. Đúng rồi, nhìn người phúc hậu lắm, dễ thương. Dạ, thấy em gái bên này thì vui vẻ, với lại nhìn thấy mạnh dạn hơn Đăng. Thì chị cũng mong là qua chương trình này á, là Đăng cũng tìm được trước mắt là hẹn hò đã. Rồi sau này nếu tiến xa hơn á, thì chị rất là mừng. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Vậy là ổn. Rồi, nhà gái em có đi với ai không? Dạ, em có đi với chị hai, em trai và một đứa bạn thân của em ạ. Rồi, có chị hai, có em trai nữa. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào Đăng. Lúc mà nhìn cái Đăng bước lên sân khấu á, thì mình cũng hơi bất ngờ. Giữa cái cây đàn và cái con người á, nó hơi mâu thuẫn với nhau. Tại vì những người mà chơi đàn thì người ta lại rất là dạn dĩ và người ta lại rất là cởi mở. Cái này thì mình nghĩ là nên cố gắng. Tại vì mình là đàn ông mà, mình còn bảo vệ người phụ nữ và lo cho gia đình nữa. Cho nên mình hay mạnh mẽ lên một chút. Mình muốn hỏi Đăng một câu như thế này nè. Là đối với Đăng á, Đăng có quan trọng lắm về cái ngoại hình không? Thì em thì quan trọng thì tính cách của người ta thôi. Chứ nếu mà ngoại hình dù có đẹp cỡ nào mà tính cách không hợp nhau thì em nghĩ thì chắc chắn thì không thể đến với nhau được. Dạ. Ok, như vậy là được rồi ha. Rồi, hai người sẽ gặp gỡ nhau. Chúng ta kéo màn lên. Có quà hoa tặng em. Chị em cảm ơn anh ạ.
Anh thấy em có chút gì giống so với tưởng tượng trước khi anh gặp em không? Nhìn em rất là cô ta. Em thấy anh rất là tình cảm. Bản thân em cũng là một người sống rất là tình cảm, nên là em thấy thích. Và một điều em thích hơn nữa là em rất là thích chơi đàn, nhưng hiện tại em chưa có học được. Mỗi khi anh đàn thì em rất là ngưỡng mộ. Nếu mà có dịp thì anh sẽ chỉ em học. Anh đàn không có hay, nhưng mà nếu mà chỉ đánh được những cái bài mà em thích này, chắc là cũng có thể là anh chỉ được. Dạ. Vô cái tình yêu xíu đi. Nếu như mà hẹn hò thì sao, anh có lên thăm em được không? Chắc chắn là được rồi. Thì một tuần thì anh có thể lên một lần được. Em thì không có nhất thiết là một tuần một lần hay gì đó, mà miễn anh sắp xếp được công việc và cảm thấy nhớ nhau thì mình sẽ gặp. Em cảm nhận cô gái đối diện mình như thế nào? Có làm trái tim mình thổn thức, đập mạnh hay không? Nói với cô ấy đi. Anh gặp em thì anh cũng rất là có cảm tình với em. Nhìn em cũng rất là dễ thương. Thích không? Dạ thích. Con gái, nói một câu gì đó với bạn trai đi. Em cảm thấy rất là ấm áp ạ. Hiền mà rất là dễ thương. Thôi, chúng ta sẽ quyết định. Chưa bao giờ biết yêu, chưa bao giờ biết hôn, chưa bao giờ biết tỏ tình cả. Bấm nút thì chắc biết. Rồi sẽ được hôn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Đó, bây giờ nắm tay bạn gái đi. Nắm được không? Dạ được. Dạ. Mày dễ thương mà. Hôn bạn gái một cái mạnh mẽ coi. Tay được rồi. Anh tiếp đi. Không được, bắt buộc. Hôn bạn gái cái. Anh tiếp thêm sức mạnh cho em. Hôn bạn gái. Chịu chị hai. Chịu chị hai, chịu kìa. Chịu không chị hai luôn. Chịu luôn đó. Gia đình ủng hộ, ai cũng ủng hộ em hết. Hôn em đây. Nào. Tay được rồi. Hôn để chứng tỏ mình là đàn ông. Dạ, thôi... Không có xin xỏ gì hết á. Bắt đầu. Hôn tay hôn chán thôi nha anh. Tao phải hôn con mà hôn chán. Chán là cho sự tin tưởng á chị. Trời, ông đi cô gái thì chết chết quá trời. Em về em vận động anh ấy hôn nhiều vô. Đây tôi nhịn cho. Nói chứ phải giúp nhà trai chứ. Mai mốt còn có ăn đầu heo chứ. Wow, xuất sắc. Wow. Cái gì vậy em? Chỗ này là chữa mộng. Có những lúc bên nhau dần trở thành thương nhớ. Đôi khi một lần gặp gỡ cũng làm lưu luyến ở trong tim. Mộng. Mời bạn nam. Chào Linh. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào anh bạn cùng chơi và chào các khán giả của truyền hình. Rồi, chào em tên là Thanh Trà, em 28 tuổi, em làm kế toán, em đến từ Đồng Tháp. Rồi, mời bạn nam. Dạ, chào anh Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả, chào bạn cùng chơi. Mình tên Trương Quang Trung, đến từ Đồng Nai và hiện sống và làm việc tại Tân Phú. Bạn làm việc gì? Dạ, em là trưởng phòng thiết kế ạ. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay 33. Rồi, bạn nữ giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là dễ thương, dịu dàng và dữ dội. Hả? Dễ thương, dịu dàng thì chị thấy đồng ý rồi đó. Còn dữ dội là dữ dội sao em? Dữ dội nó cũng xuất phát từ... Trước đây em có một mối tình thời phổ thông. Từ quen được 5 năm rồi, tụi em chia tay cũng được 6 năm. Lý do chia tay là bạn em có bạn mới á. Thì lúc đó là sẽ... dữ dội nó nằm trong đó. Dạ, đó là dữ dội luôn. Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cao 1m65 trở lên, nhưng mà đừng có cao vời vợi là được. Bạn trai là phải chân thật và phải có lập trường, phải có kiên định và phải có hoài bão. Cũng không cần quá đẹp trai lắm, 66 giống như anh Việt Linh là cũng được. Dạ. Em ơi, em cao được mét mấy em? Dạ, 63 chị ơi. 63 được không em? Bớt 2 phần nha. Dạ được. Bây giờ em nghe bạn gái kia thông báo về tiêu chuẩn em thấy mình được khoảng bao nhiêu phần trăm?
Dạ em thấy mình cũng được khoảng 75% á. 75% hả? Dạ. Em xấu được cỡ anh Quyền Linh không? Dạ không ạ. Em đẹp hơn. Đẹp hơn hả? Ồ. Em đẹp hơn anh được mấy mối tình rồi? Nếu mà xem về tình cảm thì em chưa có mối tình chính thức nào hết anh. Chỉ có hai mối tình đơn phương với lại hai mối tình không chính thức thôi. Không chính thức là sao? Tức là hai người vẫn quen nhau nhưng mà không có xác định á chị ơi. Lý do tại sao không đi đến đâu được? Em là mẫu người ham mê công việc á, cũng không có nhiều thời gian để mà hẹn hò với bạn gái. Ủa rồi giờ có thời gian để hẹn hò bạn gái chưa em? Dạ thật ra là bạn gái đó yêu cầu cao quá đó chị. Là một tuần em phải gặp phải 4-5 lần. Người ta yêu mình, người ta mới yêu cầu. Bây giờ em định tuần gặp mấy lần? Dạ em thì tuần là khoảng 3 lần. Nếu mà em rảnh thì có thể hơn xíu nữa được. Chứ còn gặp nhiều quá thì nó ảnh hưởng tới công việc của em. Thôi cố gắng làm sao sắp xếp cho nó tốt. Bởi vì phụ nữ mình ta yêu mình đã muốn yêu cầu gặp vậy nhiều vậy ha. Bây giờ bên kia đã đưa ra tiêu chuẩn rồi, em cũng tiếp tục đưa tiêu chuẩn đi. Bạn gái có thể cao 1m55 trở lên là được. Thì dễ thương, dễ nhìn là ok rồi. Anh nãy em nghe bạn bên đó nói là nghề kế toán thì em cũng rất là thích. Ủa sao thích kế toán? Tính chất của em là công việc cũng thiên về kinh doanh xíu á chị. Chú tính toán đỡ chứ về tính chi li mệt lắm em ơi. Vậy mai mốt lấy vợ về ai giữ tiền? Bản thân em là có tiền này ai giữ cũng được. Suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần ngày cho em đủ tiền uống cà phê thì ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều là được. Chắc không? Và buổi tối dù lo lo bạn bè thì có thể. Hết chưa? Bạn bè mà tới thì em cho anh xin ít tiền anh đi nhậu với bạn cũng được. Trời ơi thương quá. Em thích điều này rồi đó anh. Cảm ơn. Chích cho anh 20% nha em. Dạ. Rồi bây giờ em thể hiện tài năng của em, mình thấy nãy giờ em cầm cái gì đó. Em có lên chương trình, em cũng tặng anh Quyền Linh Nước Tư Pháp. Gì á? Gì tặng anh bên kia không tặng tôi á? Dạ em ngưỡng mộ chị Cát Tường rất là nhiều nhưng mà em lại thích anh Quyền Linh hơn ạ. Hỏi chi mà hồi nãy tôi mới bớt cho 2 phân chiều cao nha. Còn gặp nhau thì hãy cứ say say tình say nghĩa bấy lâu nay, say thơ say nhạc say bè bạn, quên cả không gian lẫn tháng ngày. Rất tốt. Anh sẽ qua bên kia để xem mặt bạn gái như thế nào nha. Dạ, anh qua thông báo cho em. Dạ để coi sao ha. Dạ. Dạ em chào anh Quyền Linh. Dễ thương quá. Dạ. Dễ thương lắm. Tôi không có gã đâu, đừng có mơ. Em có yêu cầu gì không? Em thích gì với người bạn tương lai của mình? Cuộc sống vợ chồng thì cũng còn có nhiều điều chia sẻ. Chứ anh đừng có nội tâm cái gì cũng để trong lòng. Cũng phải cân đo giữa công việc và gia đình. Cái này khuyết điểm của anh bên kia, hồi nãy anh có nói rồi. Dạ. Thấy được á. Dạ. Chị Cát Tường, chị qua chị kiểm tra giúp em. Chị qua kiểm tra giúp em hả? Bây giờ là ảnh đi làm việc nhiều, không có nhiều thời gian dành cho em. Bây giờ em có ghen lắm không? Dạ không ghen. Miễn tiền về đủ hàng tháng là được hả chị? Mình đi đâu đi miễn mình quản lý túi tiền được rồi đúng không? Cho 20% được rồi ha. Dạ. Đừng có năn nỉ xin thêm. Mà nết thêm 5% nữa chị. Đó, miễn. Anh cho chị. Mét số 3 mình đặt. Thôi em nhìn chị em dễ thương. Quan trọng với tâm hồn chiều cao đâu có quan trọng đâu em. Rồi lấy nhau về ở đâu? Dạ chắc là ở trọ, em chưa có nhà. Cũng được. Về ngoại hình á, mình có mong muốn người bạn gái mình như thế nào không? Trời cho làm sao thì chịu vậy. Trời nào mà cho em. Trời ơi dạ. Mình phải cố gắng chứ. Dạ chắc là nhờ chị. Không, chị không có nhận lời. Bây giờ là đỡ người thân này. Em nghe người thân em nói này mà được. Dạ có 500 anh em dưới. Trời 500 anh em đâu? Bây giờ mình đại diện phát biểu cái tôi coi coi. Em chào chị Quỳnh. Chị Quỳnh Linh. Chị chào em. Em chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người trong trường quay ạ. Trong quá trình em theo dõi thì em thấy bạn nữ rất là dễ thương. Tiêu chuẩn thì em thấy cũng tương đối là phù hợp với anh Trung. Anh Trung là một người là do từ nhỏ anh nó thiếu tình cảm của gia đình đó, nên là anh nó cần một người sống tình cảm, biết quan tâm và chia sẻ. Tính anh Trung thì rất là thật thà, siêng năng và sống tự lập, có hoài bão. Cũng gần giống như cái tiêu chuẩn của bạn. Hy vọng là hai người cho nhau cơ hội để tìm hiểu sau này thêm. Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em cũng đến với 501 anh em của em ở bên kia. Đâu rồi, nhà gái mình đâu? Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Cái điều ấn tượng đầu tiên của Thủy dành cho bạn nam trên này là bạn cầm cái thư pháp để tặng cho anh Quyền Linh. Thủy nghĩ rằng nếu như Thanh Trà nhìn thấy thì Thanh Trà cũng sẽ rất ấn tượng bạn ở điểm này. Thanh Trà đã có 3 người em gái
Và nếu như hai bạn tìm hiểu nhau thì bạn có thể là nói: ôi Trà ơi, bây giờ anh muốn tiến tới hôn nhân trong vòng 1 năm, nhưng mà Thanh Trà nó không được, bây giờ em phải nuôi ba người em của em tới 3 năm nữa. Vậy thì bây giờ bạn có đồng ý chờ Thanh Trà thêm 3 năm nữa và cùng Thanh Trà làm việc dạ, của Thanh Trà đã làm dở hay không? Em xin trả lời chị là nếu mà trong tình cảm đã xác định đến với nhau á thì thời gian nó không quan trọng nữa. Nhưng mà em đã quen một người thì em chỉ hết mình về người đó thôi. Miễn sao hai người vẫn sống vui vẻ với nhau và chân tình với nhau là được. Nhiều về khỏe rồi đó. Bây giờ là tự thân vận động đấy. Em mang lên. À, khoan anh. Hả? Em lên đây là bức thư pháp cũng muốn tặng cho bạn nữ, nhưng mà em chưa viết câu cuối. Thì cho em xin viết một chữ. Rồi, em dạ. Viết luôn ha. Dạ, cho tôi coi với coi. Dạ, kìa. Hay là chút viết cho bạn gái coi luôn. Dạ, vậy cũng được. Ừ, chút có thể hiện cho bạn gái. Viết thư pháp nó phải có thế rồi. Là tôi qua đây vô duyên nữa đó. Về, mời về. Bà mai bà mối qua hoài, vỗ đàn ông trai qua hoài. Rồi, kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút gặp gỡ nhau nha. Nào. Quá dễ thương luôn. Em quá dễ thương và nhìn rất là phúc hậu. Dạ, ngoài có tình cảm là... Còn mỗi người sống tình cảm. Anh cảm nhận được điều đó. Dạ. Tại vì bản thân anh cũng là một người sống tình cảm. Cái nhìn đầu tiên của anh thì anh cảm giác là anh với em có một cái gì đó nó giống nhau. Em có suy nghĩ gì về anh không? Em cũng có cái sự đồng cảm với anh. Lúc nãy em có nghe anh nói là anh rất là bận. Em có một việc gì đó mà phải nhờ anh sáng khi mà mình quen nhau. Anh chở em đi làm, chiều anh chở em về. Anh nói xuyên suốt như vậy thì anh có sắp xếp được không? Thật ra là nếu mà quý một tuần mà chở em đi như vậy thì công việc nó cũng ảnh hưởng á em. Bữa anh chở rồi bữa đó, nào đó em đi đắp vai. Sau giờ làm anh cũng rất là muốn là chạy qua đón em đi ăn tối hoặc là đi uống cà phê. Dạ, em nói vậy thôi chứ em không có đợi anh đâu. Anh này có vẻ rất thực tình nha. Cái gặp tôi nói chở nó lại có đi, còn cái chuyện chở là không. Cái không tính sao thực tình. Chính là quá thực tình đấy ha. Hồi nãy anh có nói là viết một chữ thư pháp cuối cùng để anh tặng em. Nhờ anh Quyền Linh cho em mượn cái lưng của anh được không ạ? Tấm lưng như tấm phản, chỉ để dành viết thư pháp thôi. Hy sinh gì đàn em đi. Có gì đâu, viết đi em. Dạ. Nên nãy giờ chỉ để mượn cái lưng thôi đó anh ạ. À. Đây tôi dịnh cho. Nói chứ phải giúp nhà trai chứ. Mai mốt còn có ăn đầu heo chứ. Wow, xuất sắc. Chữ gì vậy em? Chữ này là chữ mộng. Có những lúc bên nhau chẳng trở thành thương nhớ. Đôi khi một lần gặp gỡ cũng làm lưu luyến ở trong tim. Mộng. Hãy bước tới tặng cô ấy. Tặng. Dạ em cảm ơn. Bây giờ anh muốn em nói bằng trái tim của mình đang suy nghĩ gì về cô gái ấy. Anh nhìn em là đã có cảm tình đầu tiên rồi. Mà hôm nay em mà không bấm nút thì anh rất là tiếc và rất là buồn. Rồi thôi, được rồi, thế được rồi. Rồi. Đôi khi đừng có tháo cái nút của ta ra nha. Chúng ta có 3 giây để quyết định. Quyền quyết định thuộc về các bạn. Đây là những giờ phút hết sức thiêng liêng. Và các bạn sẽ nhớ mãi giây phút này. Mời Cát Tường. 1 2 3. Hết thời gian. Sao nó không ăn? Quý vị nếu đứng phía sau thì phải thấy chàng trai cái tay cứ béo cứ bấm hoài. Sợ nó không ăn. Sợ nó không ăn. Nắm tay để cảm nhận buổi đầu tiên gặp mặt. Nắm tay đi. Thật ra anh Linh nói á, anh Linh nói là bạn trai này á là giống như là thô sơ, nhưng mà thật sự là cảm nhận của một người phụ nữ á, thì em cảm thấy là bạn này rất là ấm áp và rất là tình cảm chứ không thô sơ miếng nào hết trơn. Dạ. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên đi. Dạ. Chưa yêu lần nào, chưa yêu lần nào. Mời bạn, thủ tục của chương trình. Thấy sao? Dạ, hồi hộp ạ. Hồi hộp hả?